Tôi lúc nào cũng nghĩ, tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với tôi? Tại sao họ lại cắt tai và mũi của tôi? Nếu mũi tôi trở lại như cũ, tôi sẽ có cuộc sống này. Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở miền nam Afghanistan, Aisha Mohammadi đã bị ép tảo hôn khi mới 12 tuổi. Cô bị gán nợ cho một tay súng Taliban. Sau một năm chịu đòn roi của gia đình nhà chồng, Aisha cố gắng bỏ trốn nhưng đã bị bắt trở lại. Cô bị giam một năm trong tù. Bố chồng Aisha, dưới sự trợ giúp của gã chồng Taliban tàn bạo của cô, đã cắt mũi và tai của cô. Hình ảnh của Aisha xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time và sau đó cô được đưa tới Mỹ để phẫu thuật mũi. Cũng là nạn nhân của nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em gái giống Aisha, cô gái 18 tuổi Mumtaz đang cố gắng vượt qua chương đen tối nhất trong cuộc đời cô, ngày mà khuôn mặt cô bị tạt axit. Tôi cảm thấy rất tệ, đó là lý do tại sao tôi không còn soi gương nữa. Một nam thanh niên đã quyết định rằng nếu hắn không thể cưới Mumtaz thì hắn sẽ khiến cô không thể lấy được ai. Một buổi tối, vài kẻ có vũ khí đã đột nhập vào gia đình Mumtaz để dạy cho gia đình cô một bài học. Có ba tên, hai trong số đó đang cầm vũ khí trên tay và ra lệnh cho chúng tôi không được cử động. Tên thứ ba tạt axit vào mặt tôi. Mumtaz cho biết kẻ tạt axit vào mặt cô chính là người đã hỏi cưới cô. Thưa quý vị và các bạn, nạn bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ diễn ra ở Afghanistan mà nó đã và đang hiện hữu ở khắp các ngóc ngách của thế giới. Ngay tại Mỹ, quốc gia phát triển nhất thế giới, vấn nạn này từ lâu đã nhức nhối trong xã hội. Hiện nay, 1/5 phụ nữ ở Mỹ là nạn nhân của những vụ hiếp dâm. Hơn 1/4 phụ nữ đã và đang phải chịu đựng các hình thức bạo hành gia đình khác nhau. Điều đó thật tồi tệ và chúng ta phải hành động để chấm dứt thực trạng này. Đoạt giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 1991, nhưng vì những lý do đặc biệt, 21 năm sau, bà mới có cơ hội nhận được giải thưởng danh giá này. Bà là Aung San Suu Kyi, mẹ Su của đất nước Myanmar. Chúng ta phải đấu tranh cho các quyền của phụ nữ để chống lại sự phân biệt giới tính, để thế giới của chúng ta giàu mạnh hơn. Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta có thể thúc đẩy nhận thức và hành động của một bộ phận quan trọng trong dân số thế giới, bao gồm cả nam giới. Do đó, nam giới cũng nên tham gia vào cuộc đấu tranh để xóa bỏ tình trạng phân biệt giới tính. Có nhiều hơn các quyền của phụ nữ đồng nghĩa có nhiều hơn các quyền cho con người, cho nam giới và vì một thế giới hạnh phúc hơn cho tất cả chúng ta. Hình ảnh của Aung San Suu Kyi khiến chúng ta có liên tưởng tới một thiếu nữ kiên cường khác cũng đã giành được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Malala, thiếu nữ 16 tuổi người Pakistan và cuộc đấu tranh chống lại Taliban vì quyền được tới trường của trẻ em gái nơi đây. Hai gã đàn ông có dâu bám theo một chiếc xe buýt trường học của Pakistan giống chiếc xe này với một khẩu súng côn trên tay. Một tên trèo lên xe và hỏi, Malala là đứa nào? Cô bé không nhớ điều gì đã diễn ra sau đó, nhưng những người bạn đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Hắn bắn 3 viên đạn và 1 viên trúng vào phía bên trái đầu cháu. Cháu có thể đã làm như thế này. Cháu lấy tay che mặt bởi vì có thuốc súng dính trên tay cháu. Malala chảy máu và hôn mê. 2 tiếng sau, cô mới được chở từ một bệnh viện địa phương tới một bác sĩ phẫu thuật của quân đội. Trong 5 tiếng đồng hồ, ông đã cố gắng giảm vết sưng tấy trong não của Malala và làm tan các cục máu đông. May mắn, có một sự trùng hợp lạ lùng. Và cùng thời điểm đó, bác sĩ Reynolds, một chuyên gia điều trị chấn thương cho bệnh nhân nhi đến từ Anh, đang cùng các đồng nghiệp có mặt tại Pakistan lần đầu tiên để tham dự các cuộc họp chính phủ về các vấn đề y học. Ngay lập tức, bà được yêu cầu tới nỗ lực cứu sống cho cô bé nổi tiếng đang hấp hối. Các ống đặt vào Malala lúc sơ cứu khiến cô bé bị nhiễm trùng, và các máy móc hỗ trợ cũng lắp đặt sai. Máu của Malala bắt đầu không đông, phổi và thận hoạt động yếu ớt. Cô bé bị nhiễm trùng, sự sống đang bị đe dọa. Trong hoàn cảnh đó, bác sĩ Reynolds đã đưa ra một đề nghị có tính rủi ro cao là chuyển Malala tới một bệnh viện công nghệ cao ở Anh bằng một chuyến bay kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Một lời đề nghị giúp đỡ đến từ một quốc gia Hồi giáo khác. Quốc vương của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã điều một chiếc máy bay hoàng gia chuyển Malala tới Anh. Và trong suốt chuyến hành trình dài 8 tiếng đồng hồ từ Pakistan tới Anh đó, bác sĩ Reynolds và Kayani đã duy trì sự sống cho Malala từng hơi thở.
từng tế bào. Họ cũng đã nhận thấy một vài điều khác nữa giúp nhận định các khả năng. Viên đạn này đã bay một đường bay không thể tin được. Cơ hội bị bắn vào điểm trống trên đầu đã xảy ra. Tôi không biết nguyên nhân, nhưng thực sự điều đó rất đáng ngạc nhiên. Có khả năng tay của kẻ bắn Malala bị run, hắn bắn cô bé vào chỗ này. Viên đạn đã xuyên qua lớp da gần hộp sọ của cô bé. Viên đạn bay với tốc độ 1.000 feet trên giây, sượt qua da của Malala, nhưng khi nó tiến gần tới não của cô bé, xương ở đây trở nên rất dẻo dai và bẻ cong. Nó buộc viên đạn đổi hướng, va đập vào màng nhĩ, cắt đứt cơ dây thần kinh trên mặt và cuối cùng là xuống vai của Malala. Thực tế, cô bé đã không tử vong ngay tại chỗ hoặc ngay sau đó. Theo tôi, đó là một điều kỳ diệu. Một phép màu, nếu chị tin vào những phép màu thì câu chuyện của Malala hoàn toàn là một phép màu. Có lẽ như vậy ạ. Cháu bị bắn vào xương, không vào não của cháu. Chúa đã cứu cháu. Các bác sĩ không biết liệu Malala có thể đi lại hay nói trở lại được hay không. Và rồi, họ đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến Malala có thể sử dụng bảng chữ cái để đánh vần tên đất nước và sau đó là tên cha cô, không lâu sau khi mở được mắt. 3 tháng tập phục hồi chức năng sau đó, với nhiều ca phẫu thuật để chắp nối lại các dây thần kinh trên khuôn mặt Malala. Tôi chưa bao giờ trông thấy Malala khóc, chưa bao giờ. Cô bé cho thấy sự kiên cường đáng ngạc nhiên. Cô bé phải chịu khâu nhiều mũi trên da đầu, cũng như thường trực bị một chiếc kim đâm vào da thịt ở vùng cổ để thoát chất nước nhiễm trùng. Trong cả 2 lần đó, cô bé không hề co rúm lại, không hề khóc và thậm chí không sợ hãi bám lấy tay tôi. Cháu đã không khóc vì hiện nay cuộc sống của cháu đã thay đổi sau sự việc này. Nhưng cháu không biết nó đã thay đổi như thế nào. Cháu không biết điều gì đã xảy đến với cháu. Ai có thể làm được điều đó? Tất cả chúng tôi đều khóc. Cháu cảm giác đây là một cuộc sống mới của cháu. Cháu nghĩ rằng thần chết chưa muốn gọi tên cháu. Chúa vẫn ở bên cháu và tất cả mọi người luôn cầu nguyện cho cháu. Cuộc đấu tranh kiên cường đó của Malala đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Năm 2014, cô vinh dự nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. Tôi rất tự hào khi là người Pashtun đầu tiên, người Pakistan đầu tiên và cũng là người trẻ nhất giành được giải thưởng này. Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi, nó còn dành cho tất cả những đứa trẻ bị bỏ quên mong muốn giáo dục. Nó dành cho tất cả những đứa trẻ sợ hãi mong muốn hòa bình. Nó dành cho tất cả những đứa trẻ thất thanh mong muốn sự thay đổi. Tôi ở đây để đứng lên vì các quyền của họ, để nói lên tiếng nói của họ. Đây không phải là lúc thương hại các em. Đây không phải là lúc thương hại các em. Đã đến lúc chúng ta cần phải hành động, để lần cuối cùng chúng ta phải chứng kiến việc một đứa trẻ không có cơ hội tiếp cận với giáo dục. Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, lãnh đạo nền kinh tế số 1 và là đầu tàu kinh tế của châu Âu, bà đâm thép của nước Đức. Đó là một bài từ ngữ miêu tả chân dung nữ thủ tướng Đức Angela Merkel. Còn đây là hình ảnh bà đâm thép của Hàn Quốc, nữ tổng thống đầu tiên của xứ sở kim chi, nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á, bà Park Geun-hye. Bà Park đang nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia, một kỷ nguyên mới của hy vọng mà bà đã cam kết với người dân trong lễ nhậm chức tổng thống đầu năm 2013. Họ là hai trong số rất nhiều những tấm gương phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Lẽ dĩ nhiên, để có được thành công như vậy, cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã phải hy sinh và vượt qua vô vàn khó khăn. Họ đã nỗ lực khẳng định chỗ đứng của họ trong xã hội, và hơn thế nữa, đó còn là sự khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ nói chung trong thế kỷ mới. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm sau vụ bạo hành, Aisha may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của một gia đình Afghanistan ở Mỹ. Chúng tôi đối xử với cô bé như con ruột. Cô bé là một phần trong gia đình chúng tôi. Chúng ta thực hành tiếng Anh ở đâu? Tôi thực hành ở lớp học.
thực hành tiếng Anh mọi lúc. Mẹ, đừng làm con buồn cười. Con bé thích học tiếng Anh, làm bài tập về nhà, tới lớp học tiếng Anh. Bố mẹ nuôi của Esha cho biết Esha sẽ sớm được phẫu thuật chỉnh hình lại mũi và tai. Quá trình phẫu thuật có thể kéo dài 2 năm và thậm chí còn lâu hơn nữa. Một quá trình hết sức phức tạp. Phía trước Esha và gia đình là một chặng đường dài đầy gian nan thử thách. Vâng, đó là câu chuyện của năm 2012. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn gặp gỡ Esha của năm 2014, sau khi cô đã trải qua hơn 9 ca phẫu thuật lớn để tái tạo lại mũi và tai đầy đau đớn. Tuy nhiên, rất may mắn, trên hành trình đấu tranh đó, cô luôn có gia đình thân yêu. Cô bé là con gái chị đúng không? Vâng, vâng, đúng vậy. Mẹ cháu, bố cháu, em gái cháu. Jamila là một bác sĩ, còn Mati là một kỹ sư mà Esha gọi là chú Mati. Đây là những người đã cứu sống cháu. Dạ vâng, chú Mati đã chở cháu đến bệnh viện suốt những ngày cháu phẫu thuật. Cô Jamila đã giúp đỡ cháu mọi lúc, và Mina cũng vậy. Những khó khăn trong quá trình phẫu thuật có khiến cháu tức giận hay không? Có chứ ạ. Đôi lúc, tất cả các ca phẫu thuật đều rất đau khiến cháu tức giận. Sự đau đớn và đau đầu. Những ca phẫu thuật đầu tiên hơi khó khăn với cháu. Chú Mati đã gội đầu cho cháu. Tình yêu thương gia đình là động lực mạnh mẽ để Esha vượt qua những vết thương của quá khứ cùng với những đau đớn trong 9 ca phẫu thuật chỉnh hình quan trọng. Ngày hôm nay, cô gái hay xấu hổ, không có ước mơ của 4 năm về trước, đã vui vẻ khoe những món đồ trang sức mà cô làm và bán hàng trực tuyến để kiếm thêm thu nhập. Và tương lai của cô, chú Mati chỉ muốn cô biết rằng những người đàn ông Afghanistan chân chính cũng có thể hiền lành và tốt bụng. Còn người mẹ nuôi của cô, Jamila, đơn giản chỉ hy vọng những điều mà những người mẹ thường hy vọng cho con gái họ. Hy vọng của tôi là có thể nhìn thấy cháu độc lập, có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Và đó là điều tốt nhất mà chúng tôi đã làm trong cuộc đời của mình. Esha là một phần trong gia đình của chúng tôi. Vâng, đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu thương, về lòng trắc ẩn, và tất nhiên, đó còn là câu chuyện về niềm hy vọng sống mãnh liệt của con người nói chung, của phụ nữ nói riêng. Xin được lấy bài phát biểu của nữ nhà báo kỳ cựu Christiane Amanpour để truyền cảm hứng cho một nửa thế giới nhân ngày quốc tế phụ nữ mồng 8 tháng 3. Góc nhìn thế giới số đặc biệt của kênh tin tức Chin Un Sung hy vọng trong thời gian tới đây, phụ nữ sẽ ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong xã hội và đặc biệt, vấn nạn bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ được chính phủ các nước và toàn xã hội chung tay giải quyết triệt để. Là một người phụ nữ, tôi thực sự rất xúc động khi hoàn toàn được trông thấy phụ nữ đại diện trong mọi thành tố của xã hội, trong kinh doanh, chính trị, giáo dục và có thể ở bất cứ nơi đâu, bao gồm cả trong các tập đoàn truyền thông từ vị trí cao tới thấp, có thể ở hậu trường hoặc trước ống kính. Với tất cả những kinh nghiệm trong 20 năm trong lĩnh vực này, tôi nhận thấy ngày càng có nhiều phụ nữ làm trong nghề báo. Họ có thể là nhà báo, đạo diễn, quay phim và đôi khi là cả kỹ thuật viên. Và điều tôi trông thấy chính là điều đó đang tạo ra một sự thay đổi lớn trong việc theo dõi tin tức. Phụ nữ không chỉ đưa tin về công việc của phụ nữ, mà còn phản ánh công việc của cánh mày râu. Bất kể chúng ta đến từ đâu, có thể là ở các nước giàu có hay các nước đang phát triển, các nước kém phát triển, phụ nữ vẫn phải leo lên những nấc thang, và điều đó quả thực không hề dễ dàng. Tôi đã khởi đầu nghề báo với một vị trí rất thấp tại CNN sau khi tôi ra trường, và tôi đã cố gắng leo lên từng nấc thang của nghề nghiệp để có được vị trí của một phóng viên quốc tế cũng như một người dẫn chương trình trực tiếp về các sự kiện quốc tế quan trọng như ngày hôm nay.